Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Câu hỏi đầu tiên là các bạn có khỏe không? Đối với các fan, những người yêu thích chuyện bên lề của Việt Thảo thì các bạn có thể thông thả xem. Đối với các bạn mới vào xem lần đầu, thấy một cái chuyện bên lề dài cả tiếng đồng hồ, hoảng sợ bỏ chạy mất. Mà các bạn bỏ chạy, Việt Thảo cũng khuyên nên dài. Là tại vì nếu coi hay là nghe cũng sẽ không hiểu nếu tâm trạng của các bạn đang bị dao động vì công việc hay bị đời sống hàng ngày nó chia sẻ trong đó nha. Đối với những chuyện bên lề tâm tình và đọc truyện, chúng ta chỉ có thời gian rảnh rỗi ngồi thư thả nghe thì hiểu và thấm thía được trong những cái câu chuyện mà đời sống họ đã dâng hiến cho cuộc đời này. Ngày hôm nay Việt Thảo chọn một cái câu chuyện mà chị Hồ Tuyết cũng đã gửi cho Việt Thảo. Ở đây có tên của tác giả là Huyền Lam tại Hoa Kỳ. Thật sự tôi không biết Huyền Lam là ai, nổi tiếng như thế nào. Nhưng cái câu chuyện Hòn Đá Bên Cây Tùng, tôi đọc thoáng qua, tôi thấy nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc, hay. Muốn chia sẻ với các bạn để trong cuộc đời chúng ta được tốt đẹp hơn. Các bạn tưởng tôi tốt lắm sao khi muốn chia sẻ những câu chuyện hay đối với các bạn. Thật sự khi mình chia sẻ một cái điều hay với người ta là mình cũng đã học được cái điều hay đó trước. Nhé. Cho nên các bạn yên tâm đi, tôi làm điều này với tất cả sự thoải mái và vui vẻ trong lòng. Thì mong rằng các bạn cũng hãy thoải mái và vui vẻ để chấp nhận nó. Nghe thử đi, cố gắng liên tục, đừng để gián đoạn. Thì chúng ta sẽ thấu đáo được cái đạo lý ở bên trong. Trong chuyện bên lề 654 hôm nay, Việt Thảo cũng có trả lời, nếu có thời giờ thì hai bức thư, và chấm dứt làm cái câu chuyện ngụ ngôn cũng khá hay. Có thể là chuyện ngụ ngôn, có thể chuyện vui cười, hay là một triết lý của cuộc đời. Bên này giáo đầu hơi có vẻ triết lý một chút. Bây giờ mời các bạn cùng với Việt Thảo thưởng thức câu chuyện Hòn Đá Bên Cây Tùng của Huyền Lam. Câu chuyện Hòn Đá và Cây Tùng của Huyền Lam có lẽ viết từ Hoa Kỳ và đã được chia sẻ trên mạng, được bắt đầu. Sinh ra và lớn lên tại khu ghetto nghèo đầy tội phạm thường thấy tại các thành phố lớn. John không có cha, mẹ nghiện ngập suốt ngày. Bao nhiêu tiền chính phủ trợ cấp hàng tháng cho gia đình nghèo, mẹ anh dùng mua rượu, thuốc. Cho nhiễm theo tính xấu môi trường chung quanh. Tuy chưa dính vào ma túy, nhưng thỉnh thoảng trốn học, cạy cửa xe, đột nhập nhà ăn trộm để có tiền mua những món đồ mình thích. John cũng từng bị cảnh sát bắt một lần, nhưng dưới tuổi trưởng thành nên chưa phải ngồi tù. Do mẹ anh không có tiền mua thực phẩm, John ăn sáng ăn trưa tại trường học, được Bộ Xã hội tài trợ cho học sinh nghèo. Chiều tối, John cuốc bộ đến nhà ăn từ thiện dưới phố, dành cho người khốn khó. Đến đây ăn đã nhiều năm, nhưng John không quen ai trong nhóm thiện nguyện, bởi mỗi ngày có những nhóm khác nhau tham gia phục vụ. Người duy nhất John nhớ đến là ông già tuổi ngoài 70, thường làm vào chiều thứ bảy. Mỗi lần gặp, ông cười tươi, chào mọi người đến ăn rất chân tình. Ông khéo léo múc các món thức ăn vào khay, tôm tất gọn gàng. Khi đưa khay thức ăn, ông bao giờ cũng niềm nở, chúc người ăn ngon miệng, như thể đang phục vụ cho vị khách cao quý tại nhà hàng sang trọng nào đó. Mỗi lần gặp ông, John cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng khi vắng người, thấy John ngồi ăn lẻ loi một mình, ông pha ly nước cam đem đến.
John thường không giấu âm điều gì. Ngay cả chuyện đánh nhau ở trường hay cậy xe ăn cắp giặc bị cảnh sát bắt. Ông ngồi nghe chăm chú gật gù, cảm ơn người thiếu niên to lớn tuổi Tim đã chia sẻ. Sau mỗi lần trò chuyện, ông luôn cười rất tươi và khuyên John. Làm cậu bé tốt tính đi. Đừng làm chuyện dính vào phiền phức nữa. Khi đến tuổi trưởng thành, sẽ không tốt cho cháu. John bản tính ương ngạnh. Máu giang hồ ảnh hưởng từ khu ghetto. Cười lanh lảnh, chỉ vào bắp tay cuồn cuộn tự hào. Cháu mạnh, chắc như đá tảng, không ai làm gì được cháu đâu. Không giống như những người khác đến dùng cơm một thời gian rồi ra đi, John đến đây hàng ngày. Năm này qua năm kia, nên tất cả các nhóm thiện nguyện đều biết đến cậu tuổi teen này. John trở nên thân thiết gắn bó với ông già, gọi ông thân mật, hí hõm bằng cái tên tự đặt, ông già Cool. Cool viết là C-O-O-L, có nghĩa là vui vẻ, điềm tĩnh. Bẵng đi một thời gian dài, John đột nhiên biến mất không đến dùng cơm. Mọi người thắc mắc muốn tìm hiểu nhưng không biết địa chỉ. Mấy tháng sau, viên cảnh sát đến tìm ông Khu tại nhà ăn và trao cho một bức thư. Đây là nội dung của bức thư. Ông Khu ơi, cháu đã 20 tuổi rồi, đang ngồi tù vì tội trộm cướp. Mẹ cháu mất hơn nửa năm nay, tháng tới cháu sẽ được thả, nhưng không biết phải đi đâu, làm gì để sống. Với hồ sơ tội phạm, nếu không người bảo lãnh sẽ không ai mướn cháu, dù có tiền thuê nhà, không ai sẽ cho cháu thuê. Cháu không muốn sống trở lại với giới giang hồ để tiếp tục con đường cũ. Cháu muốn làm người tốt, ông ơi. Một buổi chiều khi bước chân ra khỏi nhà tù, nét mặt John mệt mỏi, hoang mang, cực độ sau một đêm trằn trọc. Cảm giác được tự do không đủ làm anh vui khi đối diện tương lai vô vọng, phủ phạt. John thất thểu bước đến trạm đăng ký xe miễn phí dành cho tù nhân mãn hạn, dù không biết phải đi đâu. Hình như có ai đang vẫy tay nơi xa xa. Cái nụ cười tươi mát ấy, cái khuôn dốc điềm tĩnh ấy, không thể nào ai khác. John mừng rỡ kêu to, anh chạy ào đến ôm tròn, siết chặt. Ông Khu! Ông xoa nhẹ, vỗ về tấm lưng chắc thịt của người thanh niên mới lớn. Ông cho biết các nhóm thiện nguyện tại nhà ăn đã quyên góp mướn căn phòng gần đó giúp anh có nơi cư trú trong 6 tháng. Ông sẽ chở John về nhà ở tạm đêm nay, rồi ngày mai đi nhận Phật. John bàng hoàng như không tin vào chính tay mình. Mới vài phút đây thôi, anh thấy cô đơn lạc lõng tận cùng. Thế giới như không có anh. Loài người như không biết đến sự hiện hữu của anh. Cái cảm giác được yêu thương, được chấp nhận làm John xúc động mạnh. Mắt anh hoen ướt đầu tiên trong đời. Ông Khu sống một mình trong căn nhà nhỏ. Chỉ có một phòng ngủ. Nhưng có phòng khách lót sàn gỗ khá rộng thoáng. Nơi đây ngoài mấy kệ sách, vài tấm gối ngồi trên sàn của Nhật. Cái chiếc gối mà ngồi ở trên sàn gọi là tọa cụ. Có chiếc bàn thô sơ, chân bức tượng đồng ngồi mỉm cười thật đẹp mà John không biết là ai và có ý nghĩa gì. Ông Khu làm sẵn món mì Ý đãi John trong buổi cơm chiều.
John kể cho ông nghe nhiều khía cạnh khốc liệt đời sống trong tù. Ông chăm chú lắng nghe, gật gù. Dùng bữa xong, ông khuyên John đi tắm để ông lót nệm ngoài phòng khách cho John ngủ tối nay. Khi tắm xong, John bước ra, không gian thanh tịnh lạ lùng. Anh chợt giật mình khi thấy ông Khu phong thái rất an nhiên, ngồi thẳng lưng lặng im giữa căn phòng, miệng mỉm cười cùng bức tượng trên bàn. Đột nhiên ông nói khẽ, cháu ngồi xuống đây bên cạnh ta, trên tấm gối này, chúng ta cùng trò chuyện. John nghe lời, ngồi xuống như dáng ông ngồi, nhìn vào bức tượng đang mỉm cười, không gian lắng động. Anh nghe được cả hơi thở của chính mình. Ông Khu hỏi John, cháu kể về đời sống trong tù, thế thì cháu có dự tính gì sau khi ra khỏi nhà tù không? John mới đáp, cháu không biết bắt đầu ra sao ông ạ. Mọi chuyện đến với cháu như là ngõ cụt. Cháu may mắn được ban thiện nguyện giúp cho 6 tháng tiền trọ. Nhưng sau 6 tháng, cháu cũng không biết phải làm gì. Vẫn nhìn bức tượng mỉm cười, dáng an nhiên bất động, ông lên tiếng. Thật ra cháu đã biết bắt đầu rồi đấy chứ. Cách đây 1 tháng, cháu biết bắt đầu bằng nhận thức rằng mình phải làm người tốt. Chính điều ấy đã gieo mầm cho những điều tốt đẹp hôm nay. Nếu cháu tiếp tục con đường làm người tốt, thì điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến với cháu. Nhưng mà cháu tiếp tục như thế nào hả ông? Cháu sẽ cố gắng xin việc làm nhưng cháu không có kinh nghiệm gì. Ai sẽ mướn một người từng ở tù như cháu? Nhẹ nhàng ông Khuôn khuyên bảo, cháu hãy cố gắng kiếm việc làm hàng ngày, ai cũng muốn thuê người tốt. Vậy thì cháu nên làm gì để mọi người có cơ hội biết cháu là người tốt đi? Suy nghĩ một lúc lâu, John lên tiếng, giọng vẫn còn rỗng rãng khô cứng của giới giang hồ. Mỗi ngày ăn ở nhà ăn thiện nguyện, cháu sẽ giúp dọn dẹp, rửa chén hoặc bất cứ việc gì cần làm. Ông Khuôn đôi mắt sáng biểu lộ niềm vui. Thật tuyệt vời, cháu thấy không? Cháu biết mình phải bắt đầu như thế nào mà. Chỉ vào bức tượng ở trên bàn, ông nói tiếp. Làm người tốt bao gồm làm người chung quanh cảm thấy an vui. Mỗi ngày cháu ráng bỏ ra 10 phút, ngồi một mình, thở nhẹ nhàng, tập cười như bức tượng kia cười. Gặp ai, cháu cũng cười nhẹ nhàng như bức tượng. Làm được như vậy, nhiều điều màu nhiệm sẽ đến. Cháu sẽ thấy đời sống đáng yêu, âu lo cũng bớt đi rất nhiều. Mấy mươi năm nay, mỗi ngày, ông đều ngồi tập cười như thế đó. John trầm trồ. Ồ, thì ra vì thế mà ông lúc nào cũng cười rất tươi mát với mọi người. Ai cũng thân thiện quý mến ông. Làm thế nào cháu cũng có một pho tượng như thế. Tượng là Buddha, là tượng Phật, phải không ông? Phật là vị thánh như thế nào? Ông sẽ cho cháu một tượng như thế. Phật là người có thể tự tại mỉm cười trước mọi hoàn cảnh. Cháu có thể nghĩ đơn giản rằng Phật là người lúc nào cũng khu. Sau này cháu muốn tìm hiểu thêm, ông sẽ nói thêm. Ngày đầu tiên John trở lại dùng cơm tại nhà ăn, mọi người vui vẻ đón chào. Khi anh ngỏ lời muốn giúp những việc lặt vặt tại đây thì các nhân viên từ thiện đều đồng ý, nhưng có chút ưu tư trong lòng. Không biết là cái tính khí giang hồ trước đây của anh có làm công việc khó khăn nặng nề thêm không? Thế nhưng chỉ sau vài ngày, mọi người thì thầm bàn tán. Thằng John rỗng rãng ngang ngược ngày trước, sao giờ nó dễ thương quá à?
Chân không hề câu nệ bất cứ việc gì, từ lau chùi dọn dẹp cho đến nấu nướng. Anh tâm niệm lời ông khu dạy, lúc nào cũng niềm nở cười tươi. Gặp những người già, anh tận tình đem đồ ăn thức uống đến, tận bàn và thỉnh thoảng hỏi han cần thêm chi. Chỉ một tháng, hơn trăm nhân viên tình nguyện của các tổ chức phục vụ tại đây đều quý mến John. Sau hai tháng, biết John hàng ngày nỗ lực xin việc làm, ông chủ chủ nhà hàng sang trọng thỉnh thoảng đến đây làm thiện nguyện đã ngỏ lời mướn anh. Ông ta nói với John, anh làm việc không lương mà vẫn vui tươi tận tình như thế thì tôi biết khi có lương anh sẽ làm tốt hơn thế nữa. John như không tin vào tai của mình, vui mừng cực độ khi lần đầu tiên trong đời được mướn đi làm. Anh đến vội nhà ông Kuhn để báo tin, gặp ông. Anh dang hai tay lên trời sung sướng hét to, ông ơi, thật là nhiệm màu, cháu có được việc làm rồi. Cháu thật không ngờ những điều ông dạy đơn giản như thế là thành sự thật. Lãnh lương đầu tiên cháu sẽ đãi tiệc cho ông. Ông Kuhn hân hoan, giọng điềm đạm từ tốn. Ông thật vui cho cháu. Nhưng phải nhớ nha, mỗi ngày cháu tiếp tục cố gắng bỏ ra ít phút tập thở và cười. Nếu mình bỏ lơ đi một ngày thì sẽ từ từ thành hai ngày rồi đánh mất chính mình từ lúc nào. Cái điều mầu nhiệm nó cũng sẽ biến mất. Thực hành trong mỗi ngày nhắc nhở ta sống trong ý thức, nhắc nhở ta sống trong chánh niệm. John hỏi, chiều chủ nhật hàng tuần, ông cho cháu đến nhà ngồi chung với ông nhé, để dạy thêm cho cháu. Ông cô nhìn John triều mến vỗ nhẹ vào vai anh, được chứ, ông rất vui khi cháu đến. Cuộc sống của John kể từ đó thuận buồm xuôi gió. Anh được tài trợ đi học thêm, thăng tiến chức vụ trong 5 tháng, từ người hầu bàn thành ca trưởng rồi trợ lý. 10 năm sau, anh được thuyên chuyển qua tiểu bang khác làm quản lý nhà hàng. Tuy xa ông Khu, nhưng anh vẫn liên lạc mỗi tuần và hàng ngày thực hành lời ông dạy. Một hôm khi gọi thăm như thường lệ, anh rất ngạc nhiên khi nghe giọng nói đầu dây khác lạ. Qua vài câu xã giao thăm dò hỏi, thì giọng người lạ báo tin. Tôi là cháu của thiền sư Sora, từ tiểu bang khác về. Cách đây vài hôm, bệnh viện báo tin ông đã qua đời rồi anh ạ. Ông ra đi, khuôn mặt vẫn cười rất an lạc. Ông có để lại di chúc, trong đó có nhờ anh tí việc. Rồi vào một ngày của mùa xuân, người đàn ông tên John tuổi ngoài 30, theo lời dặn trong di chúc để lại của ông lão dạy thiền nơi miền Tây Bắc Hoa Kỳ, lái xe hơn 2.000 cây số xuôi nam tìm đến vườn quốc gia Zion của bang Utah. À, cái chữ này có thể đọc là Zion nhé, hay là Zion, chắc là Zion. Nếu có sự sai lầm, xin lỗi. Đoạn đường dài như bất tận ấy, một mình lái xe, John thả hồn trong cảm xúc nhớ thương ông lão vô biên. Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà trọ trong vườn quốc gia, sáng sớm, anh hỏi người quản lý giúp nhận định địa điểm tên một đỉnh núi trong hơn mấy chục đỉnh tại đây. John lần theo đường mòn đi bộ lên đỉnh núi cao. Con đường trắc trở, khi đi, khi trèo qua những khối đá, phải mất 4 giờ John mới tới nơi. Anh loay hoay ngang dọc trên đỉnh một lúc lâu rồi, thốt lên, mừng rỡ. Ô, đây rồi, ôi, đẹp quá. Một cây tùng xanh tươi mọc ngay trên bờ đông của đỉnh mà một phần thân trường ra bên ngoài vực sâu thăm thẳm cả ngàn mét. Gió ở đây khá mạnh, rít từng cơn làm John cảm tưởng có thể hất văng anh xuống vực bất cứ lúc nào. John mở ba lô, lấy hộp đựng tro,
Anh quỳ xuống, cẩn thận, tỉ mỉ, rót từng giọt tro qua những khe đá nơi rễ cây tùng mọc. Xong việc, anh ngồi đối diện cây tùng, hồi hộp, mở lá thơ ông Khu để lại. Không biết ông viết gì trong ấy, mà phải đến đây mới được đọc. John, giọng mỗi lúc mỗi nghẹn ngào. Thời trai trẻ, biết bao lầm lỗi, ta đã lang thang đến đây. Trong tuyệt vọng chán chường, ta có ý định nhảy xuống vách núi kết liễu cuộc đời. Nhưng mi, cây tùng bỗng nhiên hiện diện vững vàng ngay trên vách. Ở đây chỉ có đá và gió. Thân mi thì có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào, nhưng mi vẫn sống khỏe trên vùng núi khắc nghiệt này, vẫn xanh, vẫn tươi mát, chở che xoay bóng cho hòn đá thô cứng bên cạnh. Cảm ơn mi đã cứu mạng, giúp ta bài học nhiệm màu. Xin gửi đám tro tàn góp phần cho mi. Nước mắt John tuôn chảy, xúc cảm từng cơn chấn động châu thân. John thấy mình hết sức phước đức, đã được ông Khu bằng xương bằng thịt chỉ dẫn từng bước trong cuộc sống. Còn ông Khu khởi đầu chỉ có cây tùng. Anh thấy mình có nhiệm vụ làm cây tùng tiếp nối cho những hòn đá khác. Nghẹn ngào, hùng tráng, anh ngâm to bài thơ ông Khu, làm cho cây tùng ở trên đỉnh núi cao, giữa không gian lộng gió. Núi sừng sững cao, vực thâm thẳm sâu, gió cuồng điên bạc, sấm gầm động gian. Hề ta đứng mỉm cười cùng năm tháng, xoay bóng đời, che chở đá cô liêu. Núi sừng sững cao, vực thâm thẳm sâu, gió cuồng điên bạc, sấm gầm động gian. Hề ta đứng mỉm cười cùng năm tháng, xoay bóng đời, che chở đá cô liêu. Quyền Lam viết từ Hoa Kỳ. Đọc câu chuyện rồi, tôi cũng muốn làm cây tùng. Tôi cũng muốn làm cây tùng. Và có lẽ việc làm của Việt Thảo, không biết nó đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc được bao nhiêu cho bao người. Nhưng tôi muốn được tiếp tục để cùng chia sẻ những hạnh phúc vô biên đến cho mọi người. Vấn đề là chúng ta có biết tiếp nhận những cái hạnh phúc đó hay không? Nếu John không tiếp nhận cái niềm hạnh phúc vô biên mà ông già Khuôn, tức là thiền sư, trao cho anh, thì anh cũng không trở thành một cây tùng trong tương lai để là bóng mát che chở cho những hòn đá. Chúng ta phải là những cây tùng, vì chung quanh ta còn rất nhiều hòn đá cần sự che chở. Mặc dù chúng ta đang trên bờ vực thẳm, nhưng được bám chặt bởi những cái rễ vào trong vách núi, chúng ta không ngã và chúng ta tiếp tục che chở cho những hòn đá bằng cái bóng mát của mình. Nha các bạn. Xin cảm ơn đã theo dõi qua chuyện Minh Lệ 654. Và tiếp tục trong phần tâm tình. Nhưng tôi mong các bạn, nhất là các bạn trẻ, có nhiều người khuyên tôi, chuyện bên lề của anh dài quá, em dòm thấy em sợ mà không muốn nghe. Phải chi 5-10 phút thì coi qua cũng được. Xin lỗi, 5-10 phút không thể hiện được những cái gì tâm tình. Ở bên lề đường, có những chỗ chỉ một khoảng ngắn, rồi sau đó không còn cái lề nữa. Nhưng mà cũng có những cái lề nó dài. Và những có cái lề đường được chăm sóc kỹ lưỡng, được landscape, được làm tráng xi măng trải nhựa, nhưng cũng có những lề đường nó là những vũng bùn lầy chúng ta cần phải vượt qua. Cho nên các bạn hãy chia sẻ với nhau. Xin được tiếp tục chuyện bên lề lần thứ 654 qua bức thư thứ nhất. Hy vọng hôm nay Việt Thảo trả lời được 2 bức thư. Con chào chú. Không biết là có nên giấu tên hay không. Tạm thời không đọc tên trước. Con thấy trên Facebook chú có một vài tâm sự nên con mạo muội đánh mail này. Con xin được ẩn tên. Oh my goodness, thấy không?
May là Việt Thảo có chuẩn bị tâm lý trước, chứ không thôi Thảo đọc nguyên cái tên ra luôn rồi. Nhớ nghe các bạn, hãy để là xin giấu tên trước. Phần này con nghĩ không riêng gì con, mà đang là hiện trạng chung của các bạn sinh viên, giáo viên theo dạy hợp đồng, chưa được vào biên chế. Như vậy thì bức thư này từ Việt Nam. Dạo này công việc của con rất tệ. Con tốt nghiệp sư phạm tiếng Anh ra trường được 2 năm. 2 năm nay, con chạy được 3 nơi dạy theo hợp đồng. Lúc trước còn trên ghế nhà trường thì con học với những ảo tưởng mơ mộng là sau này ra trường, con sẽ được đi dạy vào một công việc ổn định. Nhưng mà mọi sự dục tắt khi tháng đầu tiên ra trường, khi trong tay là 3 bộ hồ sơ xin việc mọi nơi đều sẽ liên lạc sau trong ngoặc kép, rồi thì chờ, đợi chờ trong vô vọng. Rồi tháng thứ 3 con được một người chị quen biết giới thiệu vào một trung tâm dạy tiếng Anh thiếu nhi vào buổi tối. Ở đây ban đầu con thấy có sự thoải mái dễ dàng. Nhưng được 4 tháng thì một số học sinh lớp con chuyển sang buổi khác vì do trùng lịch học thêm các môn tiếng Việt ở nhà. Cô chủ nhiệm của các bé nên học sinh lớp con không đủ sĩ số để tiếp tục một lớp, thế là trường quy con vào vi phạm hợp đồng vì không đảm bảo số lượng học sinh. Trong hợp đồng không ghi rõ một ngày. Gần đây nhất thì con có xin vào một trung tâm Anh ngữ dạy thêm. Thì ở đây gặp phải một người vừa quản lý vừa giảng dạy. Người này việc thì lời mà công thì hưởng. Lúc nào cũng đùng đẩy việc rồi ngồi giờ bệnh. Có vài người bảo con ở vài vùng huyện có thi biên chế, nhưng muốn vào phải hơn 100 triệu. Thử hỏi với một sinh viên ra trường đi làm lương 3 cọc 3 đồng, tháng nào cũng không đủ chi thì lấy đâu ra số tiền đây? Bố mẹ nuôi 12 năm phổ thông, 3-4 năm đại học. Giờ nhìn con mình thất nghiệp, con cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ. Bây giờ con rất hoang mang. Con không biết là con sẽ đi về đâu. Liệu những người đam mê ngành giáo này có tiếp tục nổi cuộc hành trình đưa đò này không? Hả chú? Chấm hỏi. Liệu xã hội này còn có sự công bằng cho những người nghèo? Chấm hỏi. Liệu những người như con có còn đứng vững không? Chấm hỏi. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Nhưng mà chú nói với con một điều. Con còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Có người tốt nghiệp ra rồi, cho đến giờ phút này vẫn chưa có công ăn việc làm. Ít ra con cũng đã từng đi dạy, rồi vì lý do nào đó mới bị nghỉ hay là chuyển nhé. Không có gì, nó là bình thường trong xã hội. Ngay cả cái nơi con dạy mà cái người kia vừa quản lý vừa dạy mà lười biếng gì đó, đúng. Đâu có sao, người ta không dạy mình dạy, người ta làm biếng thì mình làm xuyên công việc mà. Đâu có cần phải so đo với người khác, có việc làm là tốt rồi. Phải không nè, mình không có việc làm thì mình than, có việc làm rồi mình cũng trách móc. Làm sao cho vừa lòng được. Có nhiều người khi nói điều này, Việt Thảo không phải khuyến khích mà cũng không phải phản đối. Vì trong cái đời sống ở một nơi không thể có được tốt đẹp, họ chấp nhận đi ra nước ngoài để làm việc. Mà muốn đi đến một cái nơi ở ngoài đó, có khi họ phải tốn 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 đô la tiền Mỹ để họ được ra đi. Không có tiền, phải đi vay mượn, cầm thế đủ thứ hết, giống như bán thân vậy. Rồi họ đi làm, họ kiếm đồng tiền chắc ngót cực khổ ngày đêm để trả cái số nợ đó. Và song song đó họ giúp được gia đình. Có những người phải làm như vậy. Có người tốn 80.000 đô la Mỹ. 80.000 và thậm chí tính lên tới cỡ 120.000 tiền Úc Kim, cũng 80-90.000 đô la Mỹ, để có thể được đến một cái đất nước khác, để có công ăn việc làm và phải trả hết cái số nợ đó
nhưng mà họ chấp nhận vì có những cái công ăn việc làm mà chỉ trong vài năm trả được cái số nợ đó. Để rồi cái tương lai dài của họ tốt đẹp hơn. Cho nên, nếu chúng ta ở lại cái nơi của mình sinh ra lớn lên và học hành thành tài, không có công việc này thì công việc khác. Nếu không phải là cái công việc chính yếu của mình thì mình làm việc khác. Ngày xưa chú tốt nghiệp cử nhân giáo khoa hóa học. Ngày hôm nay sang đến Mỹ, chú học đủ loại từ mechanical cho tới kỹ sư cơ khí đó, rồi computer science. Và cuối cùng thì lại đi lồng tiếng, chuyển âm, rồi editing, rồi đi làm. À, trước hết gọi là người giới thiệu chương trình, rồi sau đó mới đổi thành MC. MC Việt Thảo. Cho đến giờ phút này, không có một cái ngành nghề nào mà Việt Thảo đang làm. Nó liên quan, không phải liên quan, nó là cái ngành mình học ra. Bây giờ đi làm quảng cáo, đi làm giới thiệu, đi làm chuyện bên lề. Con thấy không? Nhưng mà chính cái đời sống nó đưa đẩy Việt Thảo từng giai đoạn này sang giai đoạn khác để mà có thể nuôi sống cho bản thân và gia đình. Chứ không nhất thiết phải làm nghề giáo hay đi làm professor, làm giáo sư ở các trường đại học. Như các bạn của Việt Thảo. Một Trần Tam học chung lớp 12B6, du học ở Úc Châu, trở thành giáo sư đại học ở Úc Châu. Một Mai Viết Kinh Luân trở thành một người làm việc thật là giỏi, rồi có công ty riêng. Nhiều anh em hay lắm. Nhưng Thảo không có làm cái gì trong cái ngành nghề mình học ra. Cho nên, một cái lời khuyên như thế này. Trong đời sống, giống như đi trên một cái con đường dài. Trên con đường, nó có thể gập ghềnh, nó có thể bằng phẳng. Ở trên con đường đó, có thể có những cái chông gai, cái cản trở, có thể là một dũng sình lầy, có thể là một cái ổ gà, có thể là một cái cầu gãy bắc ngang, có thể là một dòng sông cản trở. Trong khi đi đường, có khi trời nắng, có khi trời mưa, có khi trời gió. Có khi lúc nắng, lúc mưa, lúc gió thất thường. Đi trên đường có thể bị bệnh, có thể bị cảm. Đi trên đường có thể bị đói, có lúc no. Lúc phải kiếm thực phẩm để mà ăn. Cái con đường đó là cái con đường mà mình đang sống hiện tại này. Thì làm thế nào để đi được hết cái quãng đường trong cuộc đời của mình? Mình phải biết làm sao để tránh mưa, tránh nắng, tránh gió. Làm thế nào để biết mặc ấm, làm thế nào để biết lo cho đôi bàn chân được vững chãi đi trên con đường. Làm thế nào để biết chăm sóc sức khỏe của mình, làm thế nào để biết tìm được cái miếng ăn. Mình không thể than thở, ôi da trời sao mưa quá, trời sao nắng quá, trời sao cực quá, trời sao đói quá. Không có than thở gì cả, mà phải tìm cách để mưu sinh. Cho nên cháu ơi, liệu xã hội này có còn sự công bằng cho những người nghèo không? Xã hội này không phải riêng Việt Nam, bên Mỹ cũng vậy. Chưa chắc đã công bằng cho người giàu, đừng nói chi công bằng với người nghèo. Cái xã hội, trong cái xã hội của thế gian này, chưa có công bằng ngay cả những người có thế lực đương thời. Đến với quảng đại quần chúng chứ đừng nói chi một mình cháu. Hay là đối với những người nghèo. Một người đang ở đỉnh cao, một người đang quyền lực trong tay, vẫn có thể vào ngồi tù một cách dễ dàng. Vì một cái lý do nào đó của cái người có quyền lực hơn, công bằng hay không đối với họ. Một người bạc tỷ trong tay, sụp đổ hoàn toàn, vì một cái lý do nào đó có công bằng đối với họ không? Và biết bao nhiêu người nghèo khác, trong cái hoàn cảnh nghèo khổ, họ kho được nồi cá kho, ăn thiệt ngon, chấm với rau muống luộc, ăn cái miếng cơm, nồi nấu lên nóng hổi. Chỉ có đơn giản như vậy thôi, một bữa ăn ngon vô cùng,
hơn cả những cái người tiền bạc trong tay mà bây giờ phải ngồi ăn cơm độn. Thấy chưa? Cho nên đừng đặt vấn đề công bằng hay không công bằng. Nói một chuyện nhỏ thôi nè. Hết lòng, dốc lòng để làm cái niềm vui cho mọi người mà bị chửi lên, chửi xuống, có công bằng không vậy? Rồi những người tối ngày chỉ đi đánh phá chửi người ta, không ai nói một tiếng nào động tới, có công bằng không vậy? Đừng đòi hỏi cái sự công bằng. Công bằng hay không là do chính mình tạo ra. Công bằng hay không do chính mình tìm lấy. Công bằng hay không là do chính mình để làm cái sự công bằng đó, chứ không ai cho mình cái sự công bằng trong cái đời sống này. Ngay cả luật pháp cũng vậy. Có công bằng không khi một người bị xử hàng mười mấy 20 năm trời, chịu đựng khổ sai trong tù, để rồi cuối cùng tha là bỏng ra vì người đó vô tội xử lầm. Có công bằng không vậy? Thấy không? Thôi, liệu những người như con có còn đứng vững hay không? Đứng vững hay không là do con chứ không do ai hết. Mình phải tự đứng vững lấy, giống như đi trên con đường, tự mình phải lo lấy. Đừng đổ thừa cho ai và đừng nhờ giả ai cả. Con đường nó có sình lầy, tránh cái dũng sình lầy để đi qua. Tránh không được kiếm đồ bắt ngang để mà đi, tìm mọi cách để mà đi. Nhé. Đừng than thở, đừng trách. Rồi con sẽ thấy một ngày nào đó, khi con đã thành công rồi, bằng tất cả sự vươn lên của bản thân mình, thì con mới thấy lời nói của Chúa ngày hôm nay là đúng. Vì đó là cái kinh nghiệm bản thân của Chúa, từ nhỏ cho tới lớn. Chẳng ai thương mình đâu, chẳng ai lo cho mình đâu. Tự mình phải lo chính bản thân mình, rồi nhờ cái nhân duyên đưa tới, làm việc tốt, mình sẽ được điều tốt. Nhé. Cảm ơn các bạn. Trong một bức thơ mà Việt Thảo tâm tình khá dài, đúng là chuyện bên lề. Nhưng mong rằng qua những tâm tình đó, không phải riêng cháu mà những người bạn khác đang có nỗi ưu tư lo lắng trong cuộc sống, suy nghĩ và làm việc. Tôi thương cho bao nhiêu người bán mạng của mình, làm ở nơi xa để kiếm từng đồng trả nợ, trả cái tiền phí mà họ phải cần chi ra để họ đi và lo được gia đình. Có một lần tôi gặp các em ở bên Campuchia. Các em nói, cháu phải đi thôi. Thà như vậy có tiền lo cho gia đình là lo bản thân mình, còn hơn không có gì để làm hết. Đó là tâm tình. Chuyện mới lại lần thứ 654 được tiếp tục trong một cái chuyện tâm tình khác. Không biết có giấu tên hay không, thôi đừng nói tên nha. Con chào chú Việt Thảo, con rất ngưỡng mộ và đã xem rất nhiều chuyện bên lề của chú. Kính gửi chú lời chúc sức khỏe và chào thăm. Nay cũng nhờ chú tư vấn giùm con chuyện này à. Con và bạn gái quen nhau đã gần một năm. Cô ấy rất tốt và yêu thương con. Nhưng mỗi lần con cãi nhau hay nói động đến bạn của cô ấy là cô ấy tỏ thái độ với con. Và luôn bắt con bỏ qua chuyện với bạn cô ấy. Vậy có phải là cô ấy coi bạn mình trọng hơn con không? Tụi con cãi nhau hơn 2 lần vì vấn đề này. Cô ấy luôn nói là không có ý đó, nhưng lần nào thái độ của cô ấy cũng làm con thấy rất tổn thương. Xin chú tư vấn giùm cho con, là do con nghĩ hay thật sự là như vậy? Con chào chú. Chính con đã tự làm tổn thương con, chứ không có ai làm tổn thương con cả. Chuyện bạn của người ta, kệ người ta, mắc mớ gì con cứ xen vào hoài vậy? Ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ, hay là mình ích kỷ, muốn giữ cái người bạn của mình là riêng của mình, không được quan hệ với ai hết? Cho nên chính vì cái sự ích kỷ đó đã làm cho con bị tổn thương, là do chính con làm tổn thương con, chứ không có ai làm tổn thương con cả. Tại sao lại nói động đến bạn của cô ấy? Tại sao vậy? Bạn của người ta mà. Khi mình động chạm đến bạn người ta, thì người ta có cái thái độ phản đối là đúng thôi. Con lấy tư cách gì để động chạm đến bạn của cô ấy? Vì con là bạn của cô ta. Xin lỗi, dù là chồng đi chăng nữa, người bạn của người ta cũng không được động tới nữa. Đó là cái riêng tư. Đó là cái tự do tình cảm của người ta.
Người ta đâu làm gì sai đâu. Chính mình mới sai. Nha. Cho nên nếu thật sự hỏi tư vấn cho con làm ơn, làm phước. Bớt ích kỷ, là đừng ích kỷ nữa. Bạn của cô ta là bạn của mình. Cô ta đối xử tốt với bạn cô ta, mình cũng phải đối xử tốt với bạn của cô ta. Nếu cô ta không thích người bạn đó, mình cũng không nên chơi. Nếu cô ta tiếp tục yêu thích người bạn đó, thì đó là bạn của mình. Và vì tôn trọng cô ta, mình phải yêu thích bạn của cô ta. Nó giống như cái người thân của mình yêu thương cái con chó. Mình quen với cô ta, mình cũng yêu thương con chó giống như cô ta, và thậm chí yêu thương hơn. Yêu ai, yêu cả đường đi. Yeah. Cái sở thích của người ta thích con chó mà mình đi ghét con chó, thì thôi thà đừng quen, đừng yêu thương. Và không chừng nhờ quen biết, nhờ yêu thương cái người nuôi chó đó mà mình được một cái tốt nữa, là mình biết yêu thương động vật mà từ trước đến giờ mình không có. Hãy chia sẻ tình cảm với mọi người nhé. Xin cảm ơn. Bây giờ một cái câu chuyện để chấm dứt chuyện mình là lần thứ 654. Có đi chung với nhau lâu đâu? Hình như cái đề tài này Việt Thảo có đọc rồi, nhưng mà lâu rồi quên. Thế thì mình đọc lại có sao không nè. Nhé. Có đi chung với nhau lâu đâu mà sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt, tức là xe bus. Một bà già mang đủ thứ lĩnh kỉnh, miệng lẩm bẩm đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô ta. Lấn ra để ngồi vô. Bất bình, anh thanh niên bên cạnh hỏi tại sao cô không phản kháng và bảo vệ quyền lợi của mình. Cô mỉm cười và trả lời. Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế. Có đi chung với nhau lâu đâu. Trạm tới tôi xuống rồi. Đây là một câu trả lời mà chúng ta phải xem như một khẩu hiệu với viết bằng chữ vàng để hướng dẫn cách cư xử hàng ngày của chúng ta ở khắp mọi nơi. Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế. Có đi chung với nhau lâu đâu. À, tới đây tôi nhắc lại cái bức thơ vừa rồi của người bạn nghe. Coi chừng tình cảm chưa chắc đã kéo dài đâu. Có đi chung với nhau lâu đâu mà lại cằn nhằn cản nhẫn nhau vậy bạn. Nếu chúng ta có thể ý thức rằng cõi đời tạm của chúng ta dưới thế thật ngắn ngủi, cãi cọ tầm phào vừa làm cho mất vui, vừa làm mình mất thời gian và sức lực cho chuyện không đâu. Có ai làm mình tổn thương không? Bình tĩnh. Có đi chung với nhau lâu đâu? Có ai phản bội ức hiếp sỉ nhục mình? Bình tĩnh. Có đi chung với nhau lâu đâu? Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, hãy nhớ rằng có đi chung với nhau lâu đâu. Chúng ta hãy ăn ở hiền lành. Hiền lành là một đức tính không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát, nhu nhược hay không có cá tính, nhưng đồng nghĩa với cao cả. Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời dưới thế này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được. Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu, không ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay không. Vậy hãy bình tĩnh vì chuyến đi ngắn lắm. Có đi chung với nhau lâu đâu mà hững hờ, có đi chung với nhau lâu đâu mà phiền muộn, có đi chung với nhau lâu đâu mà trách móc, có đi chung với nhau lâu đâu mà giận hờn, có đi chung với nhau lâu đâu. Thôi hãy yêu thương nhau và chia sẻ tình thương với nhau nghe các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện bên lề lần thứ 654. Mong rằng các bạn ủng hộ những cái phần giới thiệu quảng cáo của Việt Thảo ở phía sau dành cho những người bảo trợ, cũng như các bạn nhớ subscribe hay là đăng ký vào channel YouTube của Việt Thảo để chúng ta có thể xem những chuyện bên lề hay những video Việt Thảo post cho các bạn. Alright, thank you and I love you. Bạn chỉ cần bỏ ra 45 giây để nghe Việt Thảo giới thiệu, bạn có thể có được 45 năm hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Sữa dê GAW là tổng hợp của 3 loại sữa goat milk, almond milk và walnut milk, đã tạo nên hương thơm ngào ngạt khi mình uống nó. Ở trong cái sữa dê GAW có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cho người uống tạo được sức đề kháng, tăng cường sinh lực, hồi phục trí nhớ, làm đẹp cả làn da và mái tóc của mình. Ở trong sữa dê GAW đã chứa hơn 35% chất calcium so với sữa bò.
Cho nên, sữa JGAW sẽ giúp tăng chiều cao cho trẻ em, ngăn ngừa bệnh loãng xương cho người già, rất tốt cho người bị dị ứng với lactose và thích hợp cho những ai không uống được sữa bò. Nếu uống sữa JGAW mỗi ngày, Việt Thảo tin chắc một điều, nó sẽ tăng cường sinh lực cho giới trẻ và hồi phục sức khỏe cho người già. Sữa JGAW, Made in USA, nên uống mỗi ngày. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Ethan Phạm từ tiểu bang Georgia. Tôi đang ra tranh cử cho chức vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Nguyện vọng của tôi là mọi người có bảo hiểm sức khỏe để khỏi lo lắng về việc tài chính khi bị bệnh hoạn. Và tôi cũng muốn chính sách di trú của nước Mỹ có tính cách nhân đạo hơn. Xin tiếp tay với tôi để cho tôi có thể nói lên tiếng nói của quý vị. Và nguyện vọng đó chỉ có thể trở thành sự thật khi Ethan Phạm trở thành dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy ủng hộ Ethan Phạm bằng tất cả niềm tự hào của người dân Việt. I support Ethan Phạm. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù là gạo đầu mùa hay cuối mùa cũng đều thơm dẻo như nhau. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, USDA và FDA. Cho dù cách xa vạn dặm nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh đang là dược sĩ nè, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer hoặc anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất, lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị, đau đớn khi bị tai nạn xe cộ, bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện. Tất cả những gì liên quan tới pháp luật, xin quý vị hãy để tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail, bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5, khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Việt Nam Town. Ở nơi đây có cơm niêu Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà. Và
thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Dự thảo muốn được hân hạnh giới thiệu cơm niêu Cali hương Việt ở tại Vietnam Town, San Jose. Đấy các bạn, chỉ có tại Vietnam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Ê các bạn đang xem YouTube nha, đang xem Việt Thảo phải không nào? Bây giờ đó các bạn xem chuyện mình lại hay bất cứ những video nào liên quan tới Việt Thảo, nó có một cái chế độ gọi là subscribe, tức là đăng ký nha các bạn, cái nút đỏ ngay đây. Đó các bạn nhìn thấy không? Ok, click vào cái chỗ đó thì lập tức tất cả những video clip hay là những cái chương trình Việt Thảo khi mà có trên YouTube lập tức nó sẽ báo cho các bạn biết để các bạn coi. Có nhiều người nha, nói trời ơi chú ơi con mới biết chú bữa nay à, trong khi chú có tới 500+ cái chị Minh Lê. Không cần tìm hiểu, không cần đi đâu xa, không cần phải chờ đợi gì hết, chỉ cần subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ ở trên màn ảnh của truyền hình này các bạn đang xem Việt Thảo nè, đúng không? Rồi, ngay cái nút đỏ này nè, ở trên YouTube nha, click vào cái chỗ đó thì lập tức sẽ được hưởng cái chế độ subscribe, tức là coi như các bạn đã đăng ký cái channel YouTube của Việt Thảo. Thì từ nay trở đi, tất cả những cái chương trình của Việt Thảo trên YouTube đều được báo cho các bạn qua email. Alright, nhớ subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ này. Alright.